Rồi, xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt trong nhà hàng ở Năm Bên, đoạn ăn trưa buffet trước khi về Sài Gòn trưa ngày 19 tây tháng 6 2018. Hôm nay khách hơi vắng quý vị. Khoảng 11 giờ rưỡi trưa nè. À, khu vực quầy bar. À, đây khu tráng miệng cái gì. Wow, có bánh ướt, bánh hỏi, gỏi cuốn. Wow, bánh xèo. À, thì bún riêu, bánh ướt, bánh đúc. Wow, đây là món tráng miệng. Đây là giá ua, bánh thốt nốt. Wow, trái cây mì nhiệt đới vậy. Thanh long, đu đủ, dưa hấu, khóm. Wow, gà chiên xả, mì xào, cơm chiên Dương Châu. Đây là món Khmer, có rau nhúc, có bắp chuối, có bông lục bình, bông súng, cà tím, đậu rồng, dưa leo, đậu ấp. Wow, hay món Khmer gì, món canh sâm lo. Đây gì, xem món mắm bùa hóc ăn với rau. Đây món Khmer. Như cà ri cái gì ngon lắm nè. À, mình miếng bún mình chan cà ri vô với lại bông súng, bắp cải, bắp chuối, bào trộn luôn nè. Và đây là gia vị. Và những ốc bù. Bún mì. Đây cà ri. À. Rồi mời quý vị nha. Quá trời món ngon luôn. Thank you. Goodbye.